Đôi khi nếu từ trường của chúng ta yếu, chúng ta cũng sẽ bị giật mình, cảm thấy sợ hãi. Đó chính là gì? Là đụng phải nhau, đụng phải họ rồi. Ngạn ngữ gọi là người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần, quỷ sợ người còn nghiêm trọng hơn người sợ quỷ. Làm thế nào để giữ gìn hài hòa? Làm thế nào giữ gìn tôn trọng lẫn nhau? Đây đều thuộc về tánh đức. Cho nên từng giờ từng phút phải dè chừng, phải cẩn thận. Vì bạn muốn hỏi người chế tạo vũ khí, chế tạo pháo nổ hiện nay, đây đều là do họ cho rằng đây là công việc kiếm tiền. Chúng ta không cách gì ngăn cấm, chuyện này quốc gia cũng không thể ngăn cấm. Dùng phương pháp gì, chỉ có Hoằng Dương Phật Pháp, để cho đại chúng xã hội thông thường đều có thể nghe thấy những lý luận và chân tướng sự thật mà Phật Pháp nói. Sau khi họ nghe rồi thì biết đã làm sai việc này rồi, nhanh chóng sửa đổi, sám trừ nghiệp chướng, vậy thì đúng rồi. Đồng tu học Phật thì phải nghiêm túc đi làm, phải làm ra tấm gương tốt cho người khác xem. Ngày lễ Tết cúng dỗ tổ tiên kính thần đều khó tránh không đốt pháo. Trong dân gian cho rằng pháo nổ này là pháo lễ, là cung kính với thần linh, mà không biết khi họ nghe thấy thì giống như chiến tranh, rất sợ hãi. Cho nên trong nhà Phật có chuông trống mà không có pháo nổ. Thế nhưng tập tục Trung Quốc thì có. Khi chúng ta hiểu rõ rồi thì làm từ đạo tràng của chính chúng ta. Đạo tràng này của chúng ta không đốt pháo. Nếu có người hỏi thì nói rõ đạo lý này, hoặc là viết thành một bài viết ngắn phát cho họ. Vì sao không đốt pháo? Thứ hai, rất nhiều người học Phật trong nhà có máy vi tính, trò chơi trong máy vi tính đều là đánh đánh giết giết, hơn nữa đều là ma quỷ. Đúng là những ma quỷ đến nhà. Những ma quỷ này đều là chướng đạo, chướng ngại người trong nhà học Phật. Ban ngày những người học Phật này đi ra ngoài, bởi vì trong nhà có ma quỷ nên dẫn đến ngoại đạo bên ngoài về chướng Phật đạo. Tự thân không có cách gì thoát khỏi cảnh khổ, nhưng không cho rằng chính mình đã làm sai rồi. Vấn đề này đúng là vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều đồng học học Phật tại gia, các bạn nghe thấy nghi vấn này của họ thì biết. Vì sao công phu học Phật của bạn không đắc lực? Trong nhà có ma, máy tính là ma, truyền hình là ma. Ma đang ở trong nhà nhiễu loạn. Đạo nghiệp của bạn làm sao có thể thành tựu chứ? Bạn làm sao có thể được tâm thanh tịnh? Cho nên người học Phật chúng ta tốt nhất
là không xem truyền hình, không dùng máy vi tính. Máy vi tính chỉ có thể làm công cụ cho công việc bình thường. Không nên dùng máy vi tính để tiếp nhận tin tức. Nếu tiếp nhận thì dẫn ma vào nhà. Trong nhà có tivi, chúng ta có thể phát đĩa để nghe kinh, niệm Phật. Chúng ta không nên kết nối anten. Cũng chính là nói cái tivi này chỉ dùng để phát đĩa, không thu tín hiệu bên ngoài, không có anten. Vì thì trong nhà bạn chính là Phật, chính là Bồ Tát, không có ma. Điều này rất quan trọng. Câu thứ tư họ hỏi, có rất nhiều người học Phật không rõ đạo lý, bị người kéo đi khắp nơi, nhận làm con cái, kết bang phái, phá hoại Phật Pháp. Xin hỏi điều này có tính là ma chướng trong việc học Phật của chính mình hay không? Tương lai sẽ có quả báo như thế nào? Tình hình này tôi nghĩ khả năng là có. Ở trong đạo tràng đúng là có chuyện kết bè phái, có chuyện những người nào đó làm con trai nuôi, con gái nuôi. Thậm chí trong nhà người tại gia còn những người xuất gia làm con trai nuôi, con gái nuôi. Thật sự có những việc này. Đây là sai rồi. Đây là phá hoại Phật Pháp. Trong giới luật Phật Pháp không có. Hơn nữa còn nghiêm cấm. Đây gọi là dùng tình cảm làm Phật sự. Làm Phật sự kiểu cảm tình này thì quả báo tương lai đều ở tam độ. Vì sao vậy? Họ phá hoại hình tượng Phật Pháp. Tội này ngang với tội phá hòa hợp tăng. Phật Pháp gọi là tội tương đương, bạn cùng bậc với họ. Tội này đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên cổ đức thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều, lời nói này không phải là không có đạo lý. Nếu chúng ta không hiểu giáo lý, không giữ thanh quy, dùng cảm tình để làm Phật sự thì đâu có lý nào không đọa địa ngục chứ.